Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Tiếp tục với những thông tin trên thị trường hàng hóa, nhu cầu nhập khẩu bông Trung Quốc có thể sẽ giảm trong thời gian tới cùng việc căng thẳng thương mại Mỹ Trung vẫn chưa đi đến hồi kết, tiếp tục gây ra áp lực lên giá bông và giữ giá ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. Phiên giao dịch cuối tuần trước, giá bông giảm 1,82%, xuống khoảng 35,2 triệu Việt Nam đồng cho một tấn. Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, tháng 1 năm 2019, ngành sợi Việt Nam phải chấp nhận giá sợi xuất khẩu ở mức đáy trung bình chỉ đạt 2,6 đô la Mỹ cho 1 kg trong khi giá bông nhập khẩu là 2,1 đô la Mỹ cho 1 kg. Đến tháng 5, biên độ giá chênh lệch chỉ còn 61 sen cho 1 kg, làm các nhà sản xuất sợi phải căng mình bù lỗ. Giá xuất khẩu sơ sợi Việt Nam tháng 5 cũng chạm mốc thấp nhất kể từ đầu năm nay, đó là 2,45 đô la Mỹ cho 1 kg.